Ok, hôm nay chúng ta thử qua một trong những con game trong cái bảng demo sở thêm Netfest lần này. Thì tôi cũng chưa biết chơi gì đâu, chọn đại một con thôi. Game này có tên là Aoga Defense. Aoga Defense đó. Đây. Đây là cái phiên bản demo họ tung ra xong trong cái sự kiện sở thêm Netfest. Chúng ta có thể trải nghiệm thử bản demo. Cơ bản thì đây là con game thủ thành, tôi thấy nó tương đối thú vị nên cũng muốn thử. Mình cứ là xây dựng mấy công trình thôi, dàn quân ra rồi nó tự động đánh, tự động tấn công hết tất cả mọi thứ. Nhiệm vụ của mình chỉ là xây dựng như thế này. Đơn giản như vậy. Trong trailer thì cũng có vẻ khá là thú vị nên tôi cũng thử qua nhấp nháp một bản rồi. Hôm nay thì vô chơi, hy vọng là phá đảo được nó. Game này được làm bằng Unity. Upgrade thì hiện tại nó chưa có trong cái bản demo này, tức là mình có thể ăn hành hoặc nào vượt qua luôn á. Showdown, ngôn ngữ tiếng Anh, full màn hình. Rồi, chúng ta vô game thôi. FPS nó không ổn định cho máy nên chắc không full màn hình đâu. Để cửa sổ ha, để cửa sổ thì nó FPS nó ổn định hơn. Rồi như thế này đi, có cái thanh tách bạ dưới thì cũng hơi vướng mắt điện đó. Con game này thì nó chia ra thành hai đợt ban ngày á, nơi mình chọn những cái hiệu bài này nó giới hạn theo cái điểm mà trái tim bên đây. Sau khi mình chọn cái điểm ban ngày mình xây dựng mấy công trình thì đến đêm quái nó sẽ tràn vào. Đây là cái công trình gọi là Redbird Nest, tức là cái tổ chim. Nó sẽ triệu hồi ra 5 con chim lửa, nhưng mấy con chim lửa này máu nó chỉ có 12, tấn công là 8. Thông tin nó hiển thị ở trên đó, nó thuộc cái dạng là công trình triệu hồi. Còn cái này là cái trụ lửa. Còn cái này là sẽ copy những cái triệu hồi. Thí dụ cái này ha, nó triệu hồi ra 5 con chim lửa thì cái lá bài Migo này nó sẽ copy những cái đơn vị triệu hồi đó. Thì sau một ngày thôi, hết một ngày thì nó mất luôn. Tức là mình có 5 con chim mình copy nó ra được 10 con chim luôn, mà đầu game thì không cần cái máy. Cái này là cái trụ lửa, nơi mà nó có thể đặt ở trên dưới nha. Trụ thì nó có hai loại kích thước. Cái này là trụ một ô nè, còn cái này thì kiểu nó hai ô nè đó. Hai ô thì mình chỉ có diện tích xây dựng là bao nhiêu đây thôi, nên cân nhắc kỹ kỹ trước cái đã. Rồi, tôi đặt cái trụ này đi. Còn một điểm thì tôi ghi con. Ghi con nó ra bốn loại thẻ luôn. Trụ này trụ sét, trụ này trụ lửa. Rồi, Nightfall, khi mà anh em chọn hết đủ 4 điểm á, anh em bấm vô đây, Nightfall nó chuyển qua chế độ ban đêm. Nhìn ngứa mắt quá. Hả? Nghe chưa? Rồi ok. Đó ban đêm thì mấy con quái nhìn như mấy con đêm bem này nó đi vô vậy đó. Dâm vô rồi. Nó đi mà nó cười te tét đó dâm rồi. Đây là cái nhà triệu hồi, nó triệu hồi ra ba con lính sét gọi là Thunder Ghoul. Thì quái nó cứ đi thẳng vô đập bức tượng nữ thần của mình thôi, đánh bức tượng nữ thần này. Mấy con này thì nó bắn ra cái tia laser có 7 đạo mà thua cái trụ mình đó. Rồi sau khi mà kết thúc một quay á, anh em nhìn cái chu trình trên này nè, thì nó sẽ cho mình ba cái lựa chọn gọi là cầu nguyện. Thì dựa vào cái hệ số bui của mình, nó có tộc và hệ giống như mà liên minh quyền hội gọi là cái gì đó, auto chat với mà cờ nhân phẩm nữa, thì mình chọn đúng cái tộc hệ mình gần thì nó sẽ lên thôi. Bên này á, thì con rùa với bơm ba sẽ có thêm 50% máu. Cái này là cái trụ cầu nguyện chính của mình, là cái em tượng nữ thần này nè, nó sẽ tăng thêm là 100% tốc độ tấn công, 50 tầm đánh, 50 đam phạm vi gì đó. Triệu hồi bây giờ thì sẽ tăng thêm cái phạm vi phòng thủ thêm 30% nữa, nhưng mà tôi lấy cái con rùa đi để tí nữa mình có cái mình tăng. Đây triệu hồi con rùa thì bây giờ mình còn có 5 điểm thôi nên chắc là tôi xây hai cái trụ sét, một sét một lửa đây, rồi tôi gon luôn. Cái này triệu hồi chim, chim thì tôi không chơi đâu. À chơi mấy con mà này xét này. Trụ lửa anh em nên đặt bên phải nha, còn trụ xét anh em nên đặt bên trái. Đặt bên trái để nó làm thư quân đi, còn khi sau này mấy con quái nó tràn vô thì cái trụ lửa bên phải này nó có cái tầm đánh AoE gọi là đánh lan á, đánh một cái vùng rộng tròn tròn á, thì lúc mà mấy con quái vô nó đánh mấy cái nhà mình nè, được mấy cái trụ lửa này cover nó cũng đỡ hơn. Tại vì lúc đó quái nó gom lại một cục luôn, nó không có đi thưa thưa như thế này. Đi thưa thưa là anh em có thể đặt cái trụ xét để rỉa máu được cũng được. Hiện tại chưa có cái trụ nào để tăng cơ cả. Trụ lửa thì đương nhiên nó đánh chậm hơn, nhưng mà nó đánh trong cái phạm vi này.
Rồi đi lại tới nơi thì mấy anh này phun nhẹ cái này xong rồi. Hai cái trụ này nó sẽ tăng 25% cái đòn tấn công và cái tốc độ đánh. Rồi lấy mà cái boost dành cho những cái hệ summon mình đi ha. Ngon luôn. Trời ơi nó ra mấy cái trụ sét không à. Sét nhiều quá thì cũng không tốt cho mấy. Rồi đi luôn. Ngày 3. Đợt này chắc ăn hành này nó ra bài đen quá. Không có con rùa nào để chúng ta tăng cả. Còn mấy con chim lửa thôi. Chim lửa thì rất là khó chơi nha. Nó phải có cái vàng tăng ngon ngoài trước để mà gọi ra được mấy con chim lửa, chứ không có vàng tăng thì để ra nó đụng nhẹ cái là chết luôn. Con này còn được 20 pháo nè. Chim lửa thì nó đánh cận chiến, con này thì đánh tay dài. Thủ bằng mấy trụ này được rồi. Chơi chim lửa là sau này phải có thêm cái lá phượng hoàng nữa. Phượng hoàng là khi mấy con chim lửa nó chết, phượng hoàng nó trỗi dậy. Còn không có thì nó bao yếu luôn. Tất cả cái summon của mình bây giờ sẽ có 30% cái tốc độ hồi lại nữa. Mấy cái trụ này thì sẽ tăng 30% tốc độ đánh. Là mấy cái trụ nhỏ nhỏ này nè. Tôi thấy cái này có vẻ ngon á. Còn luôn. Nhận thêm hai hiệp tra của ngày hôm sau. Khi bắt đầu trận đánh sẽ tăng phòng thủ cho những cái trụ xung quanh. Triệu hồi cái con mà xét. Rồi hôm sau thì chúng ta sẽ được thêm một tí điểm nữa. Rồi bắt đầu thôi. Ngày 4 rồi đó. Vô đây mấy bạn. Cái nhân vật của mình 2 sao á thì những cái lá bài trên này nó sẽ ra những cái lá bài 2 sao. Ủa, ở đâu có mấy rùa nhỏ nhỏ gì nè. À, chắc cái vụ này. Nó quăng ra một con rùa nhỏ nhỏ nó sẽ gây đam phạm vi. Xét này ngầu quá à. 20 đam. Con này 7 đam thì gấp đôi. Rồi cái vàng ngoài sau này nó chưa động thủ luôn. Còn bán chủ gì không gì nè trời ơi. Khó. Rồi, ok đi luôn. Chưa có trụ con rùa nào hết. Tôi chả hiểu sao mà nhân phẩm nó lại thấp như vậy nữa. Trụ con rùa là nó tăng ngon lắm nha. Trụ này để hơi thấp rồi. Nhưng mà cũng đâu để cao được. Trời, nó cắn con rùa nhỏ của mình kìa. Con này nhiêu máu ta? Con này 40 máu. Cái vàng trụ bên hông của mình cũng mạnh phết. Anh em thấy con rùa nhỏ nhỏ này tác dụng không? Nó gom quái lại sau đó mấy cái trụ này nó đánh lan, nó dồn vô một cục luôn, rất là ngon. Đây con rùa và cái trụ bơm băng, bây giờ nó sẽ 0.2 giây luôn, cũng rất là ngon. Lấy luôn. Rồi, ngon thôi. Trụ mặt trời là những cái unit của mình sẽ tăng 50% máu, nó sẽ tăng thêm 2% mỗi ngày. Cái này trụ phòng thủ, cái này trụ xét, cái này lấy thêm 2 điểm ngày mai. Rồi đi tiếp, chưa có cái tăng cơ nào ngoài trước hết trơn.
Bữa bắn gì hụt không dưới bay. Gán thủ nghe, gán thủ nghe. Nè, khi mấy con này nó chết á thì cái nhà này nó sẽ có cái ống cam cam để nó hồi, nó hồi lại thì nó gọi gần con đó. Những cái trụ này 30% tầm bắn. Cái những cái con bự bự á thì sẽ 50% máu. Những cái nhà này 90% attack nhưng máu giảm đi 90%. Mấy cái này cứ đặt trên này thì ngon rồi. Đặt trên đó như không bị đánh. Đây là con rùa nè, rùa tăng cơ của chúng ta nè. Thêm một thẻ random trên tay mình, sau mỗi ngày thì nó sẽ cho mình không điểm. Ủa, cái này là cái nhà xây luôn hả? Rồi còn chỗ này thôi. Nhà này là nhà gì? Rồi, tiếp. Mấy cái trụ này của mình bây giờ nó mạnh phết luôn rồi đó. 38 đam. 17 đam. Đó, mấy con này mới gọi là châu, châu cực châu nè. Quy lão tiên sinh, cố lên cụ gùa ơi. Gùa ở mình châu hơn nó nhiều. Trời, 5 con nữa hả? Con nào cũng lấy 2k máu nữa. Rùa này mà hẹo một cái là mệt người đó nha. Rùa mình còn 700 máu. Rùa của mình nó có thêm cái hàng tăng ngon lắm. Đây là cái đầu tiên nè. Cộng 50% máu. Con rùa này bán gốc nó có 700 máu thôi. Cộng 50% nó mới ra được hơn 1000 máu. Đây, mấy trụ này tăng 30% tầm đánh. Cũng ngon phết. Thunder Tiger đó. Bán cái nhà này đi. Bán cái nhà này. Lấy con Thunder này. Trụ xét nè. Tu tầm này là cái gì? Khi bắt đầu trận đấu á, giảm cái thời gian summon của trụ đi 1 giây. Ok. Nè, cái lá phượng hoàng nè, giảm tất cả những cái điểm yêu cầu trên cái bộ bài trên tay mình đi một, tức là cái này còn một, cái này còn không, cái này ba, cái này một. Rồi đi thôi, mới có ngày 8 nha. Trận này tôi thấy cũng hiu lắm, tôi không có nghĩ là có thể win đâu. Chủ của mình bây giờ nó đánh ngọng phết luôn. Với lại để trên đây nó không sợ bị mà tấn công nên máu nó cũng không còn nhiều, 20 máu à. Ê, con này đứng sau mày. Thằng tăng thì đứng sau, còn cái con đam thì lại đau ra trước. Trụ này, con này cũng ngon rồi. Con này cũng ngon bằng mấy cái trụ xét đứng sau rồi. Nó hồi chiêu lại rất là lâu luôn. Rồi cụ gùa của mình đi luôn rồi đó. Cụ gùa ơi, 200, 100. Thôi xong được rồi. Rồi nó vả mấy con này mỗi con một cái luôn. Con mèo ra nè. Mèo này máu ít quá. Đó, vẫn thủ được nè. Rồi đúng như tính toán, đúng như tính toán luôn. Trụ lửa bây giờ bắn sẽ gây thêm cái hiệu ứng thiêu đốt. Nó đốt thêm 10% máu hả? À 10% đam giống như 10% máu. Gùa bây giờ sẽ gây đam bằng 2% lượng máu tối đa. Vậy là 20 đam. Medium thì mấy con này. La 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 la
Đó, copy nó ra một nồi luôn. Ghi gòn. Lại chủ lửa nữa hả? Lại chủ watch over. Mình còn 2 điểm. Cái lá này vô dụng. Rồi đi thôi, đi thôi. Mặc dù còn 2 điểm nhưng mà không có gì để xài cả. Cái xét của mình bây giờ nó nảy thêm được một tí cũng khá là ngon. Chủ lửa là đam 19 hả? Rùa của mình giờ đam 28 luôn. Lên bảng, số nút 16 vậy? Càng lên. Sao cụ rùa lần này tôi thấy hiu quá vậy ta? Thôi gọi là con rồi, con rồi. Giờ mới ra được con phượng vàng. Phượng vàng thì đâm cũng yếu xìu luôn. Hai con này, cụ rùa chết á, là nó chịu hồi được con phượng vàng. Con mèo chết á, chịu hồi được con phượng vàng. Thủ được, thủ được, vẫn thủ được. Không nào ngon hết, lấy con rùa đi. Rồi đi thôi, ngày 10 rồi. Tôi nghĩ là chúng ta không qua được con nước này đâu. Hồi chiều lâu dữ thiệt đó nha. Chơi 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 chơi. Nó giật máu nhanh khiếp luôn á. Con mèo chưa chỉ trên con mèo đi luôn rồi. Trời ơi. Mấy con xét này nó không ra đánh luôn. Rồi cụ rùa đã ra đi. Nhận này đâm tới 21 lần hả ta? Nó này đâm 9 à. Đợt này không có mấy golem bự bự nên cũng không sao. Thủ được, thủ được. Không không không, tôi mới làm cái hành động gì đó mà tôi cũng chả biết nữa. Cái này gì đây? Mỗi lần mình sử dụng ba cái mà thẻ ba thực á, thì sẽ thêm mà cái nạp thêm cái lá bài thứ ba trên tay của mình, nó mất chữ rồi tôi đọc không được. Mấy cái này nó giảm thời gian triệu hồi cũng ngon hết luôn, nhưng mà mình hết điểm rồi. Tí nữa mình xài lá này, lá này, lá này luôn để phòng thủ. Rồi rồi, đợt này căng rồi nha. Ngày thứ 11. Rồi đi 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 đi.
Mấy con nhện này đam nó nguy hiểm hết luôn á. Áo nó cũng trâu nữa. Hai con mèo của mình. Trời ơi. Golem 6.000 máu, trời ơi. Rồi xong rồi thôi rồi. Nó tán một cái chết bà con luôn. Nhanh mèo ơi, mèo ơi, mèo. Hai cái trụ phòng thủ này nó mới là để cái nhà này nó tăng được á. Chứ cái nhà có 300 máu thôi. Thủ được, thủ được. Vẫn thủ được. Rồi, game dễ. Quân địch bị tuôn bây giờ sẽ nặng thêm 50% đam. Vua bây giờ sẽ tăng gấp đôi cái hiệu ứng từ mặt trời và mặt trăng. Tức là mỗi ngày mình nhận 5% đam với mà thêm 2% đó. 5% cái đòn tấn công á. Nhưng mà cái này chỉ dành cho rùa thôi. Lấy stone đi. Tu tầm. Hết chỗ xây luôn rồi đó. Không không không. Bây giờ thì dùng lá này nó quá trễ rồi. Hai cái này 6 điểm, ba cái lá này 6 điểm thì không ngon. Thì ngon luôn. Hai con rùa, hai con mèo. Ủa? Cho nó vẫn hiển thị số 4 màu đỏ kìa. Rồi, đi thôi, đi thôi. Lần đầu tôi tiến xa được như vậy á. Gọi là lần đầu chứ, thực ra cũng mới chơi có 2 lần thôi. 10k máu. Ông Cốc ơi, 8k máu. Khó nghe à, khó nghe à. Rồi rùa đi luôn rồi. Thôi xong rồi, tới chim đi luôn rồi. Mèo mèo. Rồi bể luôn cái nhà rùa của tôi rồi. Thôi rồi. 12 ngày. Nhà bể á, nếu như mà cái quay sau mình vẫn còn sống á thì cũng chưa có thua. Nhà nó tự hồi phục lại được. À chưa 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 thua đâu, chưa thua đâu. Do hai cái trụ phòng thủ này nó còn mạnh lắm. Đam nó tới 50 mấy rồi. Khiếp. Nhà của mình có 100 mấy máu rồi, nó đấm hai cái là bể luôn á. Stun tăng thêm một tí. Xét bây giờ nó nhảy gấp đôi. Giờ này trụ mặt trăng mặt trời gì nữa trời. Trụ bão nè. Ngon. Thôi trụ mặt trăng mặt trời bây giờ cuối game này không có tác dụng gì nữa. Ngày mai nhận thêm 2 điểm thôi.
Rồi, thôi. Có mỗi một con rùa. Đáng lẽ ít nhất phải bốn cái nhà rùa này nè thì chúng ta mới còn có hy vọng mà chơi được. Hồi nãy đáng lẽ tôi nên chừa có một hàng thôi. Nên chừa ở chỗ hai cái nhà này, chừa một hàng thôi, chừa hai hàng nó thừa quá. Quá trời nó trâu rồi. Rồi bể nhà tôi hết rồi. Còn cái 5 cá máu lận. Cố lên chim ơi. Cái trụ chim này chắc nên đặt ở phía sau thì ngon hơn. Tại vì nó triệu hồi xong nó bay ra rồi cũng một khúc dài đó. Ấy chưa thua, chưa thua. Gần thua thôi chứ chưa thua, chúng ta vẫn còn hy vọng. Ngon, game dễ. Tu tầm này giờ đặt cũng phí quá. Summon một unit hay lửa hả? Thử ơi, cái này là gì tôi không biết, lần đầu nhìn thấy nó. Cái dòng này nó ba lớn trời, rồi được hai hai ba bốn rùa nữa thôi. Đây con rùa nữa nè, nhưng mà hết chỗ xây rồi. Trụ bão này nó mạnh quá nha, đam nó tới 39 lần kìa. Ủa? Phượng hoàng này là ở đâu vậy? À, mỗi lần mình triệu hồi ra một con phượng hoàng này nó lại triệu hồi từ cái cổng này ra lần nữa. Ngon. Vậy cái nhà này với nhà này khác béo đâu? Gùa ơi, gùa. Cũng gùa ơi. Rồi nó cắn banh cái nhà tua luôn rồi. Rồi xong rồi, thua rồi, game khó quá. Con nào con nấy máu 4 500 rồi nó cắn rồi. Rồi xong luôn, 14 ngày không có upgrade được là tôi nghĩ con game này no hope luôn á. Chúng ta có rùa nè, thử lần nữa nha, không được nữa là nghỉ, xóa game luôn. Độ khó này nó quá khủng khiếp đi. Với lại con game này nó tương đối đơn giản, trong cái quá trình này nè mình không có can thiệp gì được cả, nên một là để tốc độ ít thay trong cái quá trình chờ quái tấn công, còn hai là mình có thể sử dụng những cái lá bài, gọi là một số lá bài phép gì đấy, để mà mình có thể tính toán cái điểm xây dựng hoặc là cái gì đó. Chứ mà để không như thế này thì trong cái lúc chờ chờ này cũng hơi chán. Cụ gùa bây giờ 50% máu nữa. Giờ cụ gùa máu lên ca rồi đó.
chu lửa này, không sai, bỏ luôn ba rùa. Bốn con đua. Hồi nãy đến cuối game luôn là chỉ có hai con rùa thôi. Thôi thôi nó khổ. Bây giờ một là chơi lửa, còn hai là tập trung vào là chơi xét. Chơi lửa thì tôi nghĩ nó vẫn mạnh hơn. Bốn con rùa, bốn con rùa rồi. Dàn tiền đạo của mình bây giờ là cứng rồi đó, bây giờ xây cái dàn công ngoài sau thôi. Tôi không biết nên chừa một ô hay hai ô nè. Ô rùa cắn được 31 đam hả? À nó có cái điểm này quá. Rùa này nó đánh đam AOE nữa nữa nha, nên cũng khá là tiện á. Rồi bây giờ bui lửa đi ha. Thì mình có ba cái nhà lửa này. Ông lấy 30% tầm đánh, tăng cái tầm đánh mình trước. Để đây thì nó tính không ta? Một là xài copy luôn, tuần sau mình đặt xét ra, mà tôi chưa biết nên chơi xét hay chơi lửa nè. Chu xét tầm đánh cũng khá ổn rồi, chuẩn bị lên đam cho nó. Mình ba chu lửa chắc là chơi lửa đi. Nó không hiển thị cái thông số khiên cho mình để mình coi nó ra làm sao. Trong đợt stream netfest này á thì tôi cũng thử qua khá nhiều cái bản demo rồi. Tuy nhiên hầu hết thì làm những chưa hoàn chỉnh cho máy. Nói chung là có tiềm năng thôi, chứ chưa xứng đáng đến mức quá hay. Đủ ổn, chứ không đến mức là quá hay. Này tầm đánh béo à, tăng 50% nó cao lắm đến đây. Nên chơi chim lửa này không ta? Tôi không thích chim lửa cho mấy. Rồi xét đi, chơi xét đi. Nó ra bộ bài còn xét không à. Xét thì nó đánh là mấy cái mục tiêu như thế này thôi. Nó đánh rất là đơn giản. Về sau quái nó đông lên á thì trụ lửa nó mới quan trọng. Cái trụ xét lúc đó thì nó phải lòi luôn. Nhất là khi có vàng tăng ngon nữa thì tôi thích cái trụ lửa hơn là trụ sét.
với lại máy quay đầu nó dễ quá, gần như không có tí thử thách nào cả. Xét nhảy bây giờ 2 ô nè, còn cái này chù lửa là lên thiêu đốt. Xét 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 đi, go 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 go, nhanh lên. Đừng để mang này là gần, đàm của nó kinh lắm. Hồi nãy là nó ra một con nào con nấy 500 máu và nó ra một bầy luôn. Đó, vàng tăng ngoài trước, vàng đam đứng ngoài sau là đúng đẹp luôn á. Cái này tác dụng trong vòng bao lâu ta? Trời ơi, xài cái này trước mà xài xong thì cũng không có điểm à. Rồi đi thôi. Mình cần thêm mấy cái trụ này rất là nhiều để mấy con rùa của mình nó tăng máu đều đều á, nhưng mà mãi nó không ra. Máu mình 1.100 rồi nè. Mỗi ngày thì nó tăng thêm tí máu à, 50% máu à. Tức là 50 máu nữa. Nhưng mà tầm 7-8 ngày nữa thì nó ngon. Trời, con rùa này đứng yên mày. Đó, nhúc nhích gì đi chứ. Đây đây đây, rùa bây giờ gấp đôi hiệu ứng luôn đó, lên được 1.200 nè. Cái lá này xài xong thì mất cũng 3 điểm, xài hai đá này thì cũng 3 điểm, nhưng mà xây được thêm cái trụ này 1 điểm nữa. Bỏ la này luôn, bỏ luôn. Ôi ơi, hai đá xanh ngon phết. Rồi tuần sau để giành lấy hai đá xanh đó ưu tiên. Gùa như máu thì cưng 1.300 máu rồi. Bây giờ thì cái bộ bài của mình nó tập trung vào xét không ạ. Này máu nó gấp đôi rùa, con này bằng 2 rùa nè, 6 rùa nè. Mà mấy con quái này sao mà có vài đội quái nha, nó thiếu chủng loại phết. Với lại cái test UGA con này á, thực ra là con nhỏ này á, thì đúng độ phân giải nè, con này nó dơm lên thôi, nên anh em nhìn thấy là nó bị cái phần gai rất là nhiều nè, gọi là nó không có chi tiết á. Gùa lớn, gùa nhỏ, golem lớn, golem nhỏ. Gùa bây giờ 0.2 tun. Medium mà.
đây 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 50 chấm máu luôn, 1.700. Trời ơi, không xài cái này chứ không. Trời ơi. Không xài cái đá đâu chứ không. Khổ thân tôi. Ngu quá. Đúng là tầm nhìn nông cạn thiệt, nhìn thấy cái trước mắt không, không có tầm nhìn lâu dài đó. Cái lá trừ một điểm, tất cả những cái thẻ khác trên tay thì lại không tăng. Ủa sao gan chi mày? Mèo ơi là mèo, mày đứng sau giùm tao cái đi. Mèo lửa, mèo sét. Mèo nó giục giật máu rồi kìa. Rồi mèo đã ra đi. Mèo méo mèo luôn. Chừng nó đấm con rùa muốn học máu vậy. Giờ con mèo nó bò ra tiếp. Con này đấy. Đó rùa gây thêm mấy phần trăm đam đó. Mỗi ngày tăng được là 25% máu. Rùa này thì sắp 2k máu rồi. Đó. Ngày mai là chắc 2k máu á. Nó tăng dựa trên cái gốc là 700 hay là của số 1.900 này đó. 1.932. Nó tăng dựa trên cái gốc 700 thì 25% của 700 là khoảng 150 đi. 140. 140. Ngày mai được lên 2.100 thì ngon. Chim này đánh đơn mục tiêu hay đa như ta? Giảm 20% đam gốc. Này ngon hơn. Trời ơi hai trụ. Có chim lửa đâu đâu. Mình còn khoảng 5 ngày mà chắc 3 ngày nữa là tôi ăn hành thua rồi. Nên cái gọi là 5 ngày đó cũng khó lắm. Rồi đi thôi, nè 2.100 nè. Vậy nó tăng là trên cái gốc 100 mấy à, trên cái gốc 700 à. Mấy con nhện này nó nguy hiểm phết luôn. Đam nó cao.
được, thủ dễ, thủ nhẹ nhàng. Hồi nãy tầm tầm này á, là mấy cái nhà ngoài trước của mình bắt đầu nó to dần dần này. Bây giờ nhờ bốn con rùa nên nó vẫn sống tốt. Rồi ba con rùa. Solo mày, solo với mèo á, solo với mèo với mà 8 con rùa nữa hả? Trừ 20% đam gốc, nhưng mà nó đam nó nảy nó lại tăng nhiều hơn. Giờ này nên đầu tư cái mon đúng không ta? Rồi, tạm ổn rồi đó. Đây còn được một cái nhà nữa. Hy vọng là ra cái này hoặc là cái portal. Trời, nó đấm một phát chết một bầy rùa mình luôn. Chứ mấy chủ này đang yếu dữ đó. Mỗi ngày tăng được 5% mà. Trời ơi nó cắn rùa cả. Ôi ơi. Rồi nó cắn qua con mèo luôn rồi. Còn đúng con rùa không à? Vậy là quay sau có khi là mình nát rồi đó. Cố lên rùa ơi. Bày rùa con đó nè. Game dễ. Rồi lấy stone vô rùa. Một là xài lá này. Thôi không có chỗ xài. Có khi bỏ con xét á, mà bỏ con xét cũng hơi phí. Qua một quay nữa là tôi bán sạch mấy con này luôn. Bán sạch mấy trụ này luôn. Thôi tuần sau đi, tuần sau mình xài lá này. Tuần sau xài lá này luôn. Còn 3 điểm. Kiếm lá bảo này cũng ngon lắm nè. Tại vì lá bảo này nó vẫn là đam sát nha. Nó lại là hụt chịu hồi đúng không? Trời ơi, lượng lớn quái vật đang tràn đến. Con mấy con này nó chỉ trâu thôi thì cũng không sợ chứ mấy. Máu mười mấy ngàn à. Thần khiếp. Mấy tiểu tốt này đám đam nó 20 gần à. Coi quá rồi, quá rồi. Thôi rồi rồi. Một bầy phương hoàng của tôi này à.
ngon quá vậy, một bầy chim luôn. Cua 2,5 cái máu mà bốc hơi như tụi này chịu không nổi nữa. Một á, là quân địch bị sợ tuôn thì sẽ tăng thêm đam. Đây mình có sợ tuôn nhẹ là còn hai á, mỗi 100 máu mất á, thì con rùa nó lại cộng thêm phòng thủ. Máu mình 2,600 thì nó tăng khoảng 25 điểm tối đa. Đấy này, quèn kim giáp cho nó. Rồi hồi nãy thua mức này phải không? Giờ thua mức này đó tôi nghĩ luôn. Bữa sau cái trụ này nó không tạo ra đám mây nổi cho ta. Nè, thằng trên tạo ra mây nè. Thằng dưới mây nó đâu? Ơ? Có khi nào tạo đám mây nằm dưới này không? Táp mấy con rùa kinh quá nhưng mà vẫn thủ được. Hồi nãy mình toan cái khúc này do cái vàng tăng của mình nó quá yếu, có khi bây giờ mình cũng toan khúc này luôn. À không, thủ được rồi. Nhờ cái điểm này nè, ngon. Ô, giảm tốc độ tấn công quân địch được. Nay ngày 15. 1, 2, 3, 4, 5. Cho thì lấy, tội tình gì, ngày mai bán sạch vàng này ha. Cái lá này để mai xài. Ngày mai xài nó quan trọng hơn, nó ngon hơn. Cái lá này cộng 5 cái bay tấn công cơ bản á, là đem dùng cái số lượng nó ngon hơn là chất lượng nha. Tức là cái nhà chim lửa nó chịu hồi ra 5 con chim lửa, nó sẽ cộng đến 25 đam, còn như con này nó chỉ có một con thì nó cộng có 5 đam mà. Không có nghĩa lý. Trụ sét cộng 5 đam thì nó cũng ngon. Trụ lửa 5 đam thì cũng bình thường. Đánh mấy con vọ trước nè. 22.000 máu. Ông đẹp ơi, ông làm kiểu đó ai chơi. Chết đi, vàng rùa của mình đi nhanh quá rồi. Thôi xong rồi. Thôi thua rồi. Còn một bầy bọ này nó chưa lên tới nữa nè. Là đã to như thế này rồi đó. Game đỡ sao được bạn ơi.
Dạ, 9 đánh 10 đam thì đánh làm kỹ gì? Trời ơi, nó cắn trong chưa được nửa giây nữa. Tôi nghỉ 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 nghỉ. Không có phần upgrade này, tôi nghĩ là no hope trên game này luôn á. Anh em có thể là lên trang chủ của họ. Thôi, mạng lót không nổi. Thôi, dẹp 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 dẹp. Không chơi nữa. Số game gì phanh. Game khó phết. Chơi game nào nữa không ta? Game này thì tôi đã chơi rồi, bản demo rồi, nó không có thú vị như mình mong đợi. Tôi nhớ còn một con thủ thành nữa. Tower gì đó. Đây 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 đây. Tower Factory Demo. Đây là cũng là một con game thủ thành luôn. Nhưng mà nó kết hợp với cái yếu tố xây dựng giống như Satis Factory tôi hay chơi á. Kết hợp yếu tố xây dựng rồi thêm một cái phần thủ thành nhỏ 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 nữa. Đây demo nó thì chỉ có cái map này thôi. Game này thì tôi chơi lâu quá thì tôi không nhớ nữa. Hồi lúc trước là tôi chơi bản latest cái gì ạ. Đây đầu tiên vô thì mình dùng chuột mình chặt cây. Mình đập đá. Nó sẽ lên gỗ lên đá như thế này. Ủa mà hồi trước tôi nhớ tôi đăng cái điểm kỹ năng cũng nhiều lắm mà ta. Sao bây giờ nó lại bèo vậy nè. Nó nằm trong một upgrade nè, tôi úp nhiều lắm rồi đó anh em thấy chưa. Một điểm hai điểm gì nè, còn 10 tiền hả. Cái này là máy bắn đá, nó gây đam mau nghe. Đánh cùng một loại quân địch thì nó sẽ mạnh hơn. Nâng máy bắn đá lên 4 điểm lận, trời ơi. Nhà này nhà gì? Đốt ghi xù tạo ra là cái điểm năng lượng tinh thể gì đó. Chúng ta vô new game. Game chơi sao thì tôi quên sạch cái này. Một gỗ. Hai chục gỗ thì mới được bao nhiêu đó. Đây, hai chục gỗ, rồi xây cái máy cắt gỗ. Rồi phản là kéo cái băng chuyền vô cái nhà chính, chắc là khoảng 10 gỗ á. Rồi đủ hai chục gỗ chưa? Đủ rồi. Rồi đặt cái băng chuyền ở đây. Hả, băng chuyền cần ba đá hả? Đá thì làm tới ba hit đó, nó mới được một gỗ. Rồi, rồi kéo băng chuyền vô. Hả? Rồi ok. Bây giờ đập đá. Đó nó sẽ chặt gỗ cho nó chuyển vô trong này. Đây tương tự thì chúng ta làm cái máy đập đá thôi. 30 gỗ thì mới đủ. 30 gỗ 5 đá. Lấy 10 đá đi. 8 đá. Rồi đủ 30 đổ 8 đá. Thiếu tí gỗ. Rồi, ok.
có đá có gỗ rồi đó. Bây giờ lại tiếp tục farm gỗ. Anh em biết xây tôi đặt cái cục này ở đây nữa chị không? Để tí nữa mình nói thằng này vô luôn. Năm chục mới đủ một cái trụ phòng thủ đó à? Ê ê ê, 50 gỗ đâu? Ừ mình có hai sẵn hai trụ này cũng đỡ. Rồi, rồi đặt cái trụ, đặt cái trụ. Tua. Mastery. Trụ này thì cần 30 điểm linh hồn với 50 gỗ, 25 đá. Ủa cái máy xử lý gỗ là cái nhà này hả? 50 gỗ mới đủ lần. Nhưng mà mình sắp thủ không nổi nè à. Ngày đầu thì ra mấy con này còn thủ được á. Chứ ngày hôm sau là nó ra mấy con khác là khỏi thủ luôn. Cái nhà này sao ta? Đưa gỗ vô đây. Ủa? Rồi xây khúc cua này xây sao? Ấy. Trời ơi. Ấy quái nó ra. Cảm ơn cái gì ra bốn quái luôn rồi chết rồi, thêm cái nữa thêm cái nữa. Ây da năm mươi gỗ xây được cái này rồi, xây được cái này nó sẽ mở thêm map thêm tí. Cái gì đây, cái gì đây, 100 gỗ ngon có lãi rồi. Trời ơi mình xây cái đường kìa, chết rồi, bên này không có gì hết, phải tăng thêm mấy cái trụ nữa mới được. Bây giờ cần cái trụ này nè, nhưng mà chưa xây được, trụ này cũng chưa được luôn. Trụ này xây làm sao ta? Chắc phải có cái nhà xử lý đá gì đó. Từ từ để tôi coi đây. Đây cái nhà này. Khoan, cái đưa cái gì vô mới được.
À, đưa đá vô đó nó sẽ đóng gói lại thành đá. Đá hả? Chết rồi, mình có, à bên này có cái nhà đá nữa nè. Mày thiếu gì vậy? 25 đá nữa mới đủ. Đi nó ra tới cái con ếch cầm gậy gì không? Coi thôi xong rồi, đánh con đó không nổi rồi. Con rồi, thua ơi. Mình lo làm kinh tế nhiều quá. Thôi thôi rồi, thôi rồi. Bum bum bum. Rồi end game luôn. Được nhiêu tiền? Được có 1 tiền à. Rồi whitelist lâu rồi ông ơi, còn hỏi nữa. Trụ này đã tăng 2 đam rồi đó nha, 3 đồng thì mới tăng lên được 4 đam nữa. Cái đá gỗ là cái gì? Cái này tăng xong nó không cho mình hồi điểm thôi nha. 2 điểm thì mới tăng được cái này. Trả điểm là được không? Trả điểm em anh ơi. Cái này đầu game vô có lợi nè, đầu game chúng ta xây được luôn á. Kiếm thêm 1 đồng nữa đi, kiếm thêm 1 đồng nữa. Đầu game vô đỡ phải ngồi chặt mười mấy cái cây như thế này. Đó, tốn hết mười mấy giây đó. Năm đá à. Ba chục gỗ. Ồ, quay được camera luôn nè.
Rồi, xây cái trụ phòng thủ đầu tiên. Nguy hiểm. Nhà máy xử lý gỗ là cái nhà này. Ủa không phải. Rồi kiếm gỗ, kiếm 50 gỗ này á. Rồi, rồi, rồi lên cái trụ nữa. Có một miếng ván ép này. À cái điểm này là giết con quái thì nó mới tăng. Đó giết con quái nó mới tăng điểm. Rồi đủ điểm, đủ điểm, đủ điểm. Trời ơi, ngay cái mép bản đồ. Ôi ơi, cho tôi rồi. Rồi làm cái nhà xử lý đá. 25 đá, 10 cái bán ép thì mới được cái nhà đó là. Nhà này nó có tốc độ không ta? 60 gỗ trên phút. Nhà này thì bao nhiêu gỗ? Không có ghi gì hết trời. Chết rồi, nó không có ghi gì bao nhiêu gỗ cho nó. 30 30. Vậy thì trời, giờ mới xây hơi trễ rồi. À không 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 trễ đâu. Đây một đá nữa hả? Thiếu gì trời? Thiếu gỗ. Nhà máy xử lý đá là nhà này. Nỏ này 40 đá mới đủ hả? À? 36, 38, 40. Thiếu đá. 25 đá. Tôi đi đăng mấy cái trụ kia xong rồi không có đủ tài nguyên để xây mấy cái trụ đó. Này gì đây? Ghi đam, tăng thêm đam thì đặt những cái trụ đó.
20 ván ép, 40 đá. Tiếp. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. À không, cái nỏ này nó bắn khá lắm. Chỉnh cho nó bắn mấy cái con mà giáp cao. Thế tôn tôn 6 nha. Kệ sống con, không sao. Đầu tiên bắn mấy con giáp vàng nè. Và năm chục gỗ mới đủ cái đó. Ba chục cái mảnh đá cắt với cây nỏ nữa. Cây nỏ làm sao ta? À, cái nỏ hình như đi qua mấy cắt gỗ. Đây 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 này, 45. Ý, ý, cái gì nè? Rồi, ngon. Thiếu ván ép. Mình có một cái nhà ván ép à. 60, khó lắm, nhà ván ép khó kiếm lắm. Có tí gỗ đây thôi. Game gì khó thế này. Mới 26 à. Rồi rồi, bắt đầu thấy có mùi rồi đó. Này có gì nè. Một khối tinh thể. Thủ được, chưa sống đâu, chưa sống đâu. Một trăm rưỡi gỗ, 30 cây nỏ. Ba chục mới đủ.
Thế như hiu 6 nha. Gỗ của mình sắp cạn luôn rồi đó. Thôi xong rồi. Ưu tiên lên cái cắt này trước. Cái này chắc tôi đặt ở đây, hoặc là ngay chỗ này. Chỗ này khúc cua này đẹp nè, chỗ này đi đặt cục lửa gì trời. Mới có 22 à, 23 à. Trời, nó ra thứ quái bay luôn kìa. Thêm 8 này. Thêm 9, 30 nào. Rồi 30, đặt cái máy thuốc lúa. Chưa đủ xây cái kia nữa. Mắt tu quơ lên sao? Gỗ với đá nhiều quá vậy. À có 20 cái tu vờ vào. Từ 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 từ, mình thiếu cái gì nữa không? Không. Bán sao ta? Bán đây. Bán này luôn. Thiếu quen ép. Chả có gì ở trên đó trời. Lại hồi chuông báo tử. Máy thuốc mới 28, 29, 30. Bán thằng nào bây giờ? Hai mươi. Bán thằng này.
phải kiếm đủ 3 viên tinh thể nữa thì mới thắng được. 3 viên tinh thể bây giờ mình mở bằng cái này nè. Game đúng may gũi luôn à. Bốn mươi đá. Này bắn máu đi. Rồi xây tiếp một cái đây nữa. Không có luôn, chết tôi rồi, nhỏ rồi. Phải kiếm ba cái cục tinh thể này nè, bấm vô đây á, thì mới win. Nhưng mà bây giờ nó chuyển qua cái chế độ nhân phẩm rồi. Thiếu đá cắt. Vừa phải khai thác tài nguyên rồi lại vừa phải tấn công địch nữa. Chết rồi. Ôi ơi, không có xây đó được luôn. Vớ vẩn. Trời, con này nó bự quá vậy. Không có. Không luôn.
như cái này. Bây giờ gỗ mình nhiều rồi. Không có kiếm làm sao đủ ba cái viên pha lê trời. Game này thủ thành thì chơi trí tuệ thôi, bây giờ nó chuyển qua thành nhân phẩm luôn rồi đó. Bó tay toàn tập. Trụ thì mới có ba trụ à. Hết rồi, hết mấy cái nỏ của mình luôn rồi. Còn giới hạn xây dựng nữa chứ. Thiệt tình, game tower defense mà gì đó. Đây nè, đây nè, đây nè. 21, 22. Năm chín, 30. Hai ghế tô. Một đây thì có khả năng một cái nằm bên đây. Bây giờ mình đâu có còn xây được cái gì nữa đâu. Đạt đến giới hạn luôn rồi. Có thì tôi sẽ bán này. Xây qua này. Đủ 30 cái này đó. Ủa sao hai cái này nằm kế bên vậy? Này không gỡ được. Đây 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 win rồi, game đúng nhân phẩm luôn á. À, bỏ qua cái yếu tố nhân phẩm đi, nó kết hợp giữa hai cái chủ đề là xây dựng automatic và cái kia là ngon rồi. 5 ngày 30 phút tiêu diệt 1000 quân địch, thu nhập 8000 tài nguyên, 300 đam. Rồi kết thúc hai cái demo, hai con game thủ thành khá là thú vị. Nhưng mà yếu tố nhân phẩm đó thì thấy ghét quá đi. Cái này là tăng thêm 15% mấy cái điểm linh hồn. Cái này cái nhà chính thêm 3 máu à. Thôi, mắt tu qua cũng 5 nè. Cái này ngon gì mà nãy giờ không tăng. Rồi ok, bye bye anh em. Có thời gian tôi chơi tiếp mấy con game trong cái đợt Steam Next Fest demo này đó. Tính ra game này tạm ổn thôi. Bạn thích game ở điểm nào? Đây, tí nữa tôi sẽ điền cái khảo sát. Bạn có tìm thấy lỗi bút nào không? Không. Thích game chỗ nào á? Thì nó kết hợp giữa cái yếu tố xây dựng tower defense. Rất là thú vị. Nhưng mà cái xây dựng mà dạng automatic khai thác tài nguyên với tower defense rất là thú vị. Cái không thích đó là cái cơ chế điều khiển là cái đầu tiên nè. Khi mà anh em nhìn tôi chơi một cái tôi chưa quen rồi đó. Trước khi mà tôi nhấp vào cái công trình xây dựng á,
phải dùng cái nút tab vô chế độ save rồi sau đó bỏ cái nút tab ra thì mới qua chế độ chỉnh sửa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là không có chọn được nhiều chủ cùng lúc, hoặc là đặt mặc định cái chủ khi save, giống như tôi save cái chủ mà bắn cái cung đi thì nó đánh vô mấy con có giáp cao ấy ngon, nhưng mà phải mỗi lần save mỗi lần chỉnh nó rất là mệt. Một là chọn tất cả cái chủ cùng loại đó chỉnh cái đó luôn, còn hai là đặt mặc định cái đó là bắn vô giáp từ đầu luôn. Còn cái vấn đề thứ ba là yếu tố nhân phẩm khi đi tìm ba cái cục crystal đó, tức là anh em phòng thủ tốt đến đâu mà anh em đen á thì anh em cũng thua à. Nó gần như vô nghĩa, cực kỳ vô nghĩa trong cái trò tower defense, nơi mà trình độ với khả năng tính toán anh em nó quan trọng hơn là cái trò may rủi đó. Rồi hôm nay thì chắc tôi chơi hai con tower defense này thôi, có thời gian rảnh thì chơi chơi thêm sau. Rồi ok, bye bye anh em.